Rồi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ có một cái app này là app Bincoin này. App này thì link tải nó nằm ở dưới cái thông tin trên YouTube này của mình nha. Nó nằm ở dưới có hai dòng, một dòng là dành cho Android và một dòng là dành cho iOS. Các bạn nào xài iPhone thì giờ bấm vào dòng iOS. Rồi, cái link thì mình tải là có ở dưới rồi. Sau đó các bạn vào và đăng nhập cái tài khoản này bằng tài khoản Facebook nha các bạn. Cái này hỗ trợ tài khoản Facebook. Rồi khi mà vào cái ứng dụng này thì ứng dụng này là để kiếm cạc Viettel hoặc là cạc Mobi gì đó cũng được. Rồi trong đây thì các bạn có những phần như là phần cài đặt app để kiếm tiền. Thì mình nói sơ qua là một khoảng tầm là 10.000 là được một cái cạc Viettel. Đây mình sẽ cho xem đổi thưởng. Đây cạc Viettel là 10.000 đồng, là 10k coin. Đó. Rồi các bạn cài hết tất cả app này vào, tất cả app này vào thì sẽ được là 7.000 Bitcoin. Sau đó các bạn qua bên phần là tiền thưởng nè, xem quảng cáo. Đây có xem quảng cáo và vòng quay may mắn, mỗi ngày là họ sẽ cho mình quay một lần thì mình được bao nhiêu Bitcoin đó. Rồi cái này là khoảng tầm 3 ngày các bạn kiếm được khoảng tầm 200-300 ngàn đó nha. Ai chịu khó làm thì được. Rồi phần chia sẻ đây thì cái phần chia sẻ này khi mà các bạn chia sẻ cho một người nào đó vào chơi thì họ sẽ được 4.000, mình sẽ được 4.000 Bitcoin và họ sẽ được 100 Bitcoin từ cái link chia sẻ của mình. Rồi cách tải như sau. Rồi các bạn vào phần giống như muốn tải game đánh bài, các bạn vào phần cài đặt ứng dụng rồi tìm cái logo của game đánh bài đó. Đây cái logo của game đánh bài đó là cái này đó, các bạn có thể các bạn quay ngược lại xem coi nó có đúng logo chưa. Đây Beyond rồi, bốn xì đây rồi, Beyond bốn xì sao không có đâu. Rồi tìm app giống đây, Beyond bốn xì đây. Rồi các bạn cài đặt app này, mình sẽ cài thử cho các bạn luôn. Nhưng mà mạng mình hơi chậm xíu, các bạn đợi hơi lâu nha. Rồi đây là giả sử mình tải xong rồi và mình bắt đầu tải xong và mình bắt đầu mở lên, mở app đó lên. Hiện tại thì mình đang tải ứng dụng. Rồi sau khi mở lên các bạn chơi khoảng tầm 2 phút sau đó các bạn vào bấm kiểm tra. Đây là mở app, các bạn bấm kiểm tra. Rồi đăng nhập tài khoản mật khẩu, cái này mình nghĩ chắc cũng không cần thiết đâu. Rồi sau đó các bạn bấm vào nhận thưởng. Để nhìn thưởng ứng dụng xin bạn trả lời những câu hỏi sau 44 mấy. Ôi cái này quá dễ rồi. Gửi. Rồi sau là bạn đã có được 700k rồi nè, rất là nhanh gọn. Rồi các bạn cứ tải hết tất cả cái này là sẽ được 7.000k. Lộn, mình nói lộn rồi, 7k tiền là 7.000 coin á. Rồi sau đó là các bạn chỉ cần xem quảng cáo. Bên đây có phần xem quảng cáo. Rồi xem quảng cáo, mình có hai phần xem quảng cáo đây. Mình xem xong rồi sau đó là mình ngày qua ngày mai nó sẽ review lại mấy cái app này cho mình và mình cài lại thêm vài app nữa mình có thể đổi được tiền nha các bạn. Rồi ai muốn kiếm tiền nhiều hơn thì các bạn vào phần chia sẻ những cái link này cho người khác để kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi bài của mình là xong tới đây, mình giới thiệu xong tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Tại vì mình nói nhanh quá nên là mình hay nói vấp, nên các bạn thông cảm nha. Rồi, chào các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nha. Rồi, bye.